chị lấy cho tôi cho nước rửa chén nhỏ thôi chị. Ủa, tôi thấy chị là quen quen đó mà như là gặp ở đâu rồi mà tôi không nhớ rõ nữa nè. Trên cái máy mũi là nhanh quay rồi đó. Vừa tôi ra đây cái nụ gần hết rồi nên cái ren nó mòn bớt rồi anh à. Người chi mà má cái đầu ngõ, cái mỏ tới tôi lấy cái đồ nụ dưa. Cái hồn ren gì mà cái thông hơi là tại mưa nó nấp dưới nó cũng không ướt. Đỏ, mày gì? À chú cho đây là chị Chính đây hả? Quơ lòn cái nhìn không vô luôn đó chị Chính ơi. Tam sự có nhờ anh Nam hết đó anh à. Ủa, mét chi là nhờ tôi chị Chính? Hôm bữa nhà anh đó anh Nam, anh chửi tôi muốn gian cái hồn ren ra người luôn á mà. Thiệt, hôm bữa tôi hên nắng, tôi sơ à. Tôi xin lỗi chị, mang chị Chính bỏ qua. Chị cho, nghe đâu bọn ngướp đi trời. Chị nuối chứ ra chị Chiến. Ấy anh Nam nuối tôi nghe mót cả rồi. Thiệt, à, hôm bữa tôi khó ở quá. Tôi cổ hủ, tôi xe. Tôi xin lỗi anh Nam, mà anh Nam bỏ qua tôi. Thôi, cũng chuyện cũ rồi. Mình bỏ qua đi. À mà chị bón ở Đài Lao chưa? À cũng bón xong rồi. À nhờ bà về tôi đây. Thấy phía trước bà không nên tôi dựng cái rừng tôi bón. À, rứa cũng được. Mà thôi tôi về đó. Nước rửa chén bao nhiêu tôi gửi tiền. Thôi tiền ăn chi, tôi gửi luôn cái canh đi, lấy luôn về dùng trắng sướng. Với lại gửi luôn anh chơi nước giặt đi, giặt vi coi đi. Còn chá tôi đâu không phân phối, tôi dùng rồi. Không sạch sẽ, siêu thay mới siêu tiết kiệm lắm. Thôi chị lùm rứa ăn được, bao nhiêu tiền để tôi gửi. Thôi, tiền ăn chi anh Nam, con bán bào bì, giặt quần ố sạch sẽ lên thơ, coi như tôi gửi cho con dao tôi đó. Ôi chú chua. Rứa tôi cũng mang gì chiến nhiều nè. Thôi tôi về đó. Ừ, thôi anh Nam về. Ngày hôm sau. Chị Chiến. Ủa, anh Nam. Cái bón nước là sòn không lấy, tôi canh nước là sòn. Tôi cho hôm qua đang anh nuốt luôn. Tôi gửi anh cho nước là sòn với coi này. Con bé nhờ bào bì. Sòn nhờ sạch sẽ anh Nam nghe. Rứa bao nhiêu tiền tôi gửi chị Chiến. Thôi. Tiền năng chi, tôi gửi cho con dao rồi mà anh Nam cứ... Bơ, chị Chính lồn rứa ràng được. Được hết nữa anh Nam, bỏ thứ này nhầm nhò chi. Đối với xí mắm, xí muối, xí tủa, thằng câu tôi có nhận xí nhanh đó. Nếu tôi cũng ăn chị Chính ấy. À mà, cái sộp chị nó nhỏ xíu nên mà thấy bón đồ cũng đo dọn cái mê. Đủ thứ hết, có bón còn ố trong nén luôn hả chị? Không phải anh Nam này ốm mưa đó anh Nam. Ốm mưa hả? Châu cho. Bôi cái nước bọc dẹt rửa chén của Bico nên là bón chạ chứ. Mùa nay mà chị bón ôm mưa chắc mùa quýt mới bón được cái ấy. Anh Nam bọc dẹt tôi hùa. Để thôi tôi về đó ngay. Ngày tiếp theo. À mà chị Chính, công nhận cái nước giặt Bico đây nè, nó thơm lâu kính chị Chính nè. Đúng rồi, tôi dùng tôi biết chứ, thơm lắm anh ạ. Thiệt thơm thiệt, tôi nhìn chị là tôi biết rồi chứ. Bộ đồ mẹt bo bóng ngã thơm mới mẹt được rứa chứ. Không mà, thả ai với thằng mẹt cho được. Anh Nam thôi tôi về đó nghe chị Chính. Lại một ngày nữa. Chiến đang nghỉ bón. Chị có biết chị Chiến đang không bón không? Chị Chiến có đau ốm gì hả? Bón chạy bà cho thấy chú đem hồ mà cho thấy lụa giấu nghỉ chứ bón chị. Lụa giấu nghỉ là đà ốm chạy bà đem hồ mà cho thấy. Biết mình có quá đoán lắm ta.